Do tình hình Covid, một số nơi trước Tết là phải cách ly như là Hải Dương này, Quảng Ninh và Hải Phòng đúng không ạ? Và một số nơi ở trong Bình Dương, Thanh Hóa hoặc là Nghệ An đúng không ạ? Đấy, hàng em Thảo đang gửi đi thì một số cô chú chị đi cách ly nên là hàng em Thảo hoàn về em Thảo bán thanh lý nhá. Đó, em Thảo có 8 phần thì mỗi một phần em chia ra làm 5 cây. 5 cây thì em sẽ đặt theo tên nhá. Cây thực tế thì em sẽ quay cho các bác sau này. Lô này em đặt tên là lô 20 này. Lô 20 thì sẽ gồm có 5 cánh trắng Hiển Oanh này, 5 cánh trắng Phú Thọ này, Hồng Yên Thủy, Hồng Mỹ Nhân và một cây phi điệp Hồng Minh Châu. Đây là hàng gieo hạt nhá các bác nhá. Đó. Và tiếp theo là combo số 21 gồm có là hồng mắt ngọc này, hồng gia lai này, cây phi điệp ma bó, sơn điền cánh mai và nữ hoàng 28. Đó là những cái cây phi điệp của nhà em. Đó thì các bác nhìn đây. Đấy, cây thực tế của nó là thắt ngọn rồi các bác nhìn này. Nó đang trong quá trình thắt ngọn và những cái cây này có một số cây rụng hết lá rồi. Thì những cái cây rụng hết lá thì khi mà nó đủ tuổi nở hoa ấy, thì nó sẽ nở hoa, còn không thì nó sẽ tập trung chất dinh dưỡng để bật mầm gốc đó, tập trung chất dinh dưỡng để nuôi những cái mầm gốc chuẩn bị bật đấy ạ. Đó, một số cây khỏe nó đã bật rồi này, em thả phun thuốc kích mầm rồi các bác mua về để lấy mầm gốc này, nó đã bật rồi. Nói chung là em thấy đại đa số là bật, còn có một số cây ấy nó đang trong quá trình bật bởi vì là nó lấy hàng em Thảo từ 23 thì em Thảo đã phun thuốc kích mầm rồi đấy. Đó, bây giờ đã được nửa tháng rồi đó. Đấy. Thì có mấy cây này, các bác nhìn này, nó đã rụng hết lá rồi nên là anh chị em chúng ta mua về để chúng ta lấy mầm gốc thôi. Đó thì theo quy luật thôi bởi vì vừa mới trải qua một cái mùa đông đúng không ạ? Mùa đông thì cây hoa lan của chúng ta đang quen ở trong cái môi trường đó chính là ngày dài hơn đúng không ạ? Ngày dài hơn, nhiều ánh nắng hơn. Mà tự nhiên chúng ta bước vào mùa đông đấy, đêm thì dài, ngày ngắn đúng không ạ? Đấy, bắt buộc cây hoa lan chúng ta nó phải thắt ngọn để tích trữ rất dinh dưỡng. Đối với cây đủ tuổi nở hoa thì nó sẽ nở hoa, còn không thì nó sẽ mùa xuân đến, bây giờ đã mùa xuân rồi nó sẽ lấy những cái mầm gốc, nuôi dưỡng cái mầm gốc. Đó, số lượng thì em Thảo có mấy phần như thế thôi nên là anh chị em nào mà chúng ta yêu mến thì chúng ta có thể sưu tâm. Đó, đây là những cái hàng này em Thảo bán giá rất là mềm luôn, chỉ có 280.000 thôi. Đó, tính ra là còn chưa đến 60.000 mà em Thảo bao ship cho các bác luôn đó. Này, 5 phần 5 cây như thế này. Đó, đầu xuân năm mới là vừa bán lại còn miễn phí ship cho cô chú chị nữa nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm nhá. Những cây này thì rất là vẫn còn rất là xinh, chẳng qua là rụng lá đây, nhìn này. Đó, đối với cô chú chị mà chúng ta trồng hoa lan nhiều rồi thì nhìn cây rụng lá thì nó rất là bình thường. Còn đối với cô chú chị mới tập chơi hoa lan ấy thì lúc mà đang chuẩn bị vào mùa thu và bước qua mùa đông ấy thì những cái cây hoa lan mà nó bật mà nó rụng lá thì rất là hoang mang và tại sao như thế này như thế kia ấy. Đó. Còn bên này là những cái hàng rừng của nhà em này. Đấy, hàng rừng của nhà em cũng rụng hết lá rồi. Đó, đợt vừa rồi em Thảo chuyển vườn ấy, em Thảo phải thay một loạt chậu đấy. Đó, thay một loạt chậu. Thì ở bên kia cũng có nữa, bên kia cũng có rất là nhiều hàng rừng của nhà em này, còn bên kia nữa này. Đó. Ngày hôm nay thì em Thảo có những cái cây trúc Phật Bà, một cái dòng hoa tâm linh nữa ạ. Trúc Phật Bà thì là một trong những cái dòng hoàng thảo nằm trong top 10 loại hoa lan có giá trị kinh tế cao nhất đúng không ạ? Đây là em Thảo không nói đến cây phi điệp hàng va đâu nhá, này chúng ta đang nói đến những cái hàng rừng rất là đẹp ạ. Riêng hàng kg thì chúng ta cũng mua vào rơi khoảng từ 350 cho đến 500 600 nghìn đúng không ạ? Đó, nếu mà anh chị em nào chúng ta thuần mãi không được chẳng hạn bởi vì dòng hoa này nó rất là đẹp nên là nó cũng hơi đỏng đảnh một chút xíu. Đó, anh chị em nào mà chúng ta thấy cảm thấy cái dòng này khó thuần quá thì mua hàng của nhà em về đi này. Bật mầm gốc ầm ầm mà các bác mua về người ta thay chậu là người ta trồng nó bật lên lớn lên luôn này các bác nhìn này. Đó em Thảo bán là với giá 60.000 một chậu thanh lý nha, từ 3 mầm gốc trở lên. Đấy, tính từ 3 mầm gốc trở lên em Thảo có 15 cây. Đó, bác nào mua từ 5 cây em Thảo bao ship cho các. Đầu xuân năm mới em Thảo bán thanh lý xả hàng những cây Denso, em để phần cho một chị ở dưới Chí Linh Hải Dương, chị ấy muốn làm một vườn Denso đẹp nhưng mà thời gian bây giờ cách ly là vẫn chưa hết nên là chị ấy bảo là em Thảo bán thanh lý đi. Thì ngày hôm nay em Thảo bán thanh lý cho cô chú anh chị nhá. Em Thảo bán bình thường những cây xinh xắn như này, những cây Denso đại trưởng thành để chuẩn bị nở hoa như này thì em Thảo bán với giá là 60 cho đến 70 nghìn một chậu. Đó, ngày hôm nay thì em Thảo bán thanh lý cho cô chú chị nào yêu mến nhé. Bây giờ hiện tại thì cây nó hết hoa rồi bởi vì đợt vừa rồi Tết là em Thảo vừa mới bán một vụ chơi Tết đấy. Bây giờ nó hết hoa, chúng ta cắt đi và nó sẽ lại tiếp tục nở hoa tiếp. Sau khoảng tầm 4 tuần, tức là 1 tháng nữa chúng ta sẽ lại tiếp tục được ngắm hoa đấy ạ. Đó, em Thảo bán thanh lý tri ân với giá là 40.000 một chậu. Cô chú anh chị nào mà mua 10 chậu nha, em Thảo đang quay này, em bán là 300.000 cộng với phí ship là 40.000 cho em nhá các bác nhá. Đó, đây các bác nhìn, đây
Combo này thì em thấy gọi là combo Denzo đại này. Đấy. Đây. Nó về là vì cái lá của nó ấy, cái lá của nó là cái thằng lá rất là giòn. Đó nên là nó trong quá trình em thảo vận chuyển ấy thì nó có thể là dập một hai lá thì không sao cả. Về Denzo nó còn chẳng ảnh hưởng gì luôn. Và cái Denzo nó không giống như phi điệp đoạn, nó cho hoa quanh năm. Và một thân hoa thì nó sẽ cho rất là nhiều hoa, các bác nhìn này. Ví dụ như là cây này là năm năm ngoái nó nở nhá, năm ngoái nó nở thì năm nay tiếp tục nó lại nở tiếp này. Đó, nó cứ nở nở như thế. Nên là cô chú chị nào mà chúng ta mua về ấy, thì là những cái thân như này thì nó nở chơi hoa được rất là lâu. Cứ mỗi một kẽ như này này. Này, các bác nhìn thấy sưng chạ, nó đã sưng tiếp tục lại sưng hoa tiếp rồi. Đó. Và trước Tết ấy thì chồng em có phun thuốc rồi, phun thuốc kích rễ đấy, thì thuốc kích rễ kích mầm đấy ạ. Đây này, có một số cây nó nở, nó đã mọc mầm rồi đấy ạ. Đó, cô chú chị mua về là chúng ta sẽ được những cái mầm mới và sẽ lại được tiếp tục được ngắm hoa vì Denzo nó nở hoa quanh năm. Đó, em thảo bán thanh lý là 40.000 một chậu và mua 10 chậu em thảo bán 300.000. Và em thảo còn có 6 cây Denzo nắng, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có 7 cây Denzo nắng này. Đó, cây Denzo nắng thì em thả bán, đây là cái dòng Denzo cao cấp, em thả bán bình thường là toàn 100.000 một cây đó. Em thả bán cho cô chú chị ngày hôm nay với giá là 60.000 một chậu, bán thanh lý đó. Có tím cánh chuồn này, có cái mặt bông nó cánh xoắn, nói chung là có mấy bông như này. Đây, tiếp tục đây này này. Có cái bông nó cũng cánh xoắn như này nhưng mà xoắn hơn, màu nó sáng hơn một chút. Và có 3 màu thì em bán 60.000 một cây. Bác nào mà muốn lấy thì chúng ta lấy nhá. Đây, cây nó cao từ 40 cho đến 60 cm rồi. Đây này. Và cái cây Denzo thì rất là dễ trồng, rất là dễ chăm sóc và thật sự là không tốn một ít công sức nào để chúng ta có thể là ngắm hoa của nó luôn. Đó, và tiếp tục ở bên này này, đây là em Thảo giải ra này. Đó, em Thảo giải ra để ngày mai em sẽ đóng hàng gửi cho các bác luôn. Và bên này là những cái cây Denzo giống của nhà em này. Em Thảo bán 16.000 một cây. Số lượng em Thảo có một bụi như này. Em Thảo có 60 bụi thôi bởi vì em Thảo phần cho một khách. Đó, phần cho một khách nhưng mà khách ấy cũng ở vùng dịch không lấy được. Nên là em Thảo bán thanh lý. Là bác nào mà mua một em tặng một luôn. Đấy, tức là 160.000 được 20 bụi nha các bác nhá. 160.000 được 20 bụi riêng cái cây này. Đấy, bán giá rất rẻ cho các bác luôn. Để cho các bác về chúng ta sưu tầm. Và tiếp theo đây là những cây phi điệp hiện tại đang nở của nhà em, thơm lắm. Đây là hàng gieo hạt đó nhưng mà cực kỳ là thơm luôn. Rất là thơm, đây là những cái hàng em Thảo gửi hoàn về đó. Đấy, nó đang nở hoa rồi. Đây, còn có một cái cây phi điệp 5 cánh trắng mắt xước hồng của nhà em đây. Đấy, cây chuẩn 5 cánh trắng luôn. Nhưng mà vì nó đây là nó hàng hoàn về nên là cái cánh của nó không được bay lắm. Đó, 5 cánh trắng chuẩn rất là đẹp luôn. Em Thảo bán thanh lý nhá, để cho các bác lấy về để mua để làm mầm gốc rồi này, các bác nhìn này. Đó, để làm mầm gốc về để chúng ta làm giống thôi. Em Thảo bán thanh lý là với giá là 130.000. Đó, 130.000 một cây nhá các bác nhá. Đây. Đó, về để lấy mầm gốc thôi, hoa rất là đẹp, chuẩn 5 cánh trắng mắt xước hồng. Đó, số lượng thì em Thảo có này, 1, 2, 3, có hơn 12 cây. Đó, còn ở bên kia là cây chớp Mỹ nha các bác nhá. Đây này, đây là hàng những cái hàng mà nó sẽ không thể nở hoa được nữa, chúng ta chỉ lấy mầm gốc thôi. Đó, hàng này em Thảo gửi cho khách nhưng mà khách người ta có một phần là do trong cái vùng dịch không lấy được và có một phần là do các bác đặt xong rồi lý do em Thảo gửi nhầm cho khách hoặc là nói chung có nhiều lý do lắm. Đó, em Thảo có 13 cây, 14 cây. Đó, để cho các bác lấy mầm gốc thôi đây này. Đó, em Thảo phun thuốc kích kích rễ vào rồi. Những cây này là cây 5 cánh trắng đấy, 130.000 một cây để về làm giống ấy. Hoa là hoa 5 cánh trắng mắt xước hồng này. Đấy, hoa chuẩn luôn nhá. Còn đây là cây phi điệp rừng của nhà em này, các bác nhìn này. Đấy, nở hoa thơm lừng luôn, bông hoa đẹp chưa? Rất là xinh luôn này. Đó, đây là cây lộc bắc nhá các bác nhá. Đấy, thân rất là đẹp luôn. Đây là hàng hoàn về đây, có một cây nó cũng đang đang chuẩn bị nở này. Đó, có rất là nhiều cây hàng em Thảo gửi nhầm cho khách này. Đó. Đây, bên này em có bao nhiêu cây chớp Mỹ nhỉ? Em có 4 cây chớp Mỹ này, em Thảo bán thanh lý với giá là 150.000 một cây chớp Mỹ nha các bác nhá. Đấy, hàng chớp Mỹ chuẩn luôn này các bác nhìn này. Đó. Hoa chớp Mỹ rất là đẹp, em sẽ show lên màn hình cho các bác xem chớp Mỹ này. Đó, hiện tại thì cây này lấy về để làm mầm gốc thôi, để làm giống nhá. Và em còn có một bảng giả hạt Pháp, em bán là 300.000. Đó. Đây là giả hạt Pháp em bán 300.000 một bảng. Có khoảng tầm 15 thân giả hạt Pháp này.
Và hiện tại nhà em Thảo để phần đây. Đấy, toàn những hàng để phần nhưng mà các bác cách ly lâu quá. Em Thảo bán thanh lý nha các bác nhá. Đó, đây là những cái cây phi điệp phi điệp nữ hoàng tuyết. Đấy, mặt hoa trắng tinh. Đấy, mặt hoa rất đẹp này, có cây rụng lá rồi. Đấy, có cây rụng hết lá là về là cho hoa luôn đây các bác. Đó, cái dòng này rất là sai hoa, môi tròn cánh bay, nói chung rất là thơm và sai hoa. Cái dòng này thì khoảng tầm 2 năm trước là chúng ta mua một cái kỳ dài như thế này là chúng ta mua tiền triệu đấy. Đó, bây giờ các bác mua va va các thứ nhiều quá rồi nên là cái dòng này nó giá nó mềm hơn thôi. Em Thảo bán với giá là 250.000 một bảng. Đây là nữ hoàng tuyết nha các bác nhá. Đó, cây này là hàng cao cấp đẹp đấy ạ, hoa rất là đáng để chúng ta sưu tầm luôn. Đó, về là nó chuẩn bị rụng lá để chúng ta cho hoa luôn rồi. Đó, mỗi một chậu của nó, một bảng của nó như thế này. Đó, dài khoảng tầm 40 cm. Rất là xinh này. Đó, đây là mọi người hay trêu nha, hay hay nói, không phải trêu nha. Gia đình em Thảo tri ân cô chú anh chị những chậu cây phi điệp rất là đẹp, giống như một món quà em dành tặng cho cô chú anh chị nhân dịp năm mới năm 2021 ạ. Đây là những chậu cây phi điệp dòng thân nù của nhà em này, rất là xinh xắn như cô chú anh chị đang nhìn đấy ạ. Hiện tại cây đã đến tuổi nở hoa và chúng ta có thể đã kích hoa đầu ngọn được luôn nha các bác nhá. Đấy, và những cái cây đã thắt ngọn rồi nó đang tích trữ chất dinh dưỡng này. Các bác nhìn này, thân của nó nù xinh lắm so sánh ngửa ngón tay của em đấy ạ. Đó, nhà em Thảo sẽ chia ra làm combo để cô chú anh chị dễ dàng mua hơn nhá. Đó, bình thường những chậu này em Thảo bán 150.000 đấy ạ. Ngày hôm nay combo theo 3 cây này em Thảo bán với giá là 295.000. Đồng thời em Thảo sẽ tặng quà cho cả nhà là một gói siêu lân và miễn phí ship nhân dịp năm mới nhá. Siêu lân thì ngoài chức năng là phục hồi cây và giải độc cây trồng, nó còn có chức năng là cung cấp chất dinh dưỡng. Đồng thời đối với cây đã đủ tuổi nở hoa, nó sẽ giúp việc phân bám mầm hoa và cho hoa đồng loạt. Là đối với combo này thì em sẽ đặt tên là combo thịnh vượng. Với combo thịnh vượng này thì sẽ gồm có hồng mỹ nhân này, hồng minh châu và hồng yên thủy. Em sẽ lựa cho các cô chú anh chị những cây thân huyết hạc rất đẹp nha, thân hồng nhung huyết hạc rất là xinh. Đó, mỗi một cây của nó cao khoảng từ 15 cho đến 17 cm và những cái đường chỉ sọc của nó cũng hồng luôn này các bác nhìn này. Đấy, mặt bông mẹ của nó này gồm có hồng yên thủy, mặt bông mẹ rất là xinh và xuất sắc đúng không ạ? Đấy, và tiếp theo là hồng minh châu. Đấy, và cuối cùng là cây hồng mỹ nhân, mặt bông mẹ rất là xinh. Đó, em sẽ lựa cho các cô chú anh chị những cái cây rất là đẹp nhá, cây thực tế của nó đấy ạ. Đó, và một số cây đang trong quá trình rụng lá rồi nên là trong quá trình hiện tượng mà vàng lá em gửi ấy thì cả nhà yên tâm không có vấn đề gì đâu ạ. Đấy, tiếp theo là một cái combo nù của nhà em. Thì combo nù này thì em sẽ đặt là combo nù luôn bởi vì có 3 dòng nù. Đấy, nù là cũng có nù tam bố, nù ta ly và cây nù hòa bình. Đây, ví dụ như là cây này là cây nù ta ly này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đường chỉ sọc rất là đẹp luôn. Đấy, em giơ cho cả nhà xem, cây của nó cao khoảng tầm 15 cho đến 17 cm, rất là xinh. Đấy, so sánh thân mập ú nù luôn đấy ạ. Đấy là cây nù hòa bình này, được chị sọc cây nụ hòa bình rất đẹp luôn. Đó, 295.000 em Thảo sẽ miễn phí ship cho cô chú anh chị, đồng thời em sẽ tặng quà cho cả nhà giống như là combo thịnh vượng của nhà em là một gói siêu lân. Đó, siêu lân này thì là một trong cái sản phẩm không những là cần thiết mà nó còn là những cái sản phẩm giúp cây hoa lan chúng ta lá hấp thụ chất dinh dưỡng và chống hiện tượng nghẹt rễ vàng lá sinh lý. Đấy, mùa xuân thì khi mà mùa xuân bước tới thì cái độ ẩm trong không khí nó rất là cao đúng không ạ? Đấy, nên là hạn chế được cái quá trình là thối rễ luôn đấy ạ. Đó, ngoài ra thì ngoài siêu lân ra thì nhà em Thảo còn có bán thêm vật tư phân thuốc, thì em sẽ quay một cái video về vật tư phân thuốc nhá. Đây là thuốc kích hoa em Thảo bán 70.000 này, kích rễ N3M em bán 25.000, còn B1 em Thảo bán 45.000. Em sẽ làm cái video quay về những cái vỏ thông các thứ để chúng ta trồng hoa lan nhá. Và bên này đây là 5 dòng kiếm giống của nhà em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng dòng nhá. Em sẽ lấy xuống dưới để cho cô chú anh chị có thể dễ nhìn hơn này, mọi người có nhìn thấy cây kiếm giống. Đây là 5 loại kiếm hàng đột biến gieo hạt 1 năm tuổi của nhà em Thảo nhá. Đó, anh chị em có nhìn thấy cây rất là đẹp đúng không ạ? Mỗi một cây của nó khoảng từ 6 cho đến 8 lá. Cây hàng cây giống này em Thảo quay gần thì nó phải to, nhưng mà ngoài thì nó cũng không to lắm đâu ạ. Nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà người ta có câu là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ cực kỳ là nhanh, nên là cô chú anh chị sau 1 đến 2 năm thôi thì nó sẽ đẻ cho chúng ta những cái nhánh mới này. Cây của nó sẽ to hơn đúng không ạ? Và bình thường những chậu đẹp như này khoảng từ 6 đến 8 lá, cây giống này em Thảo bán 120 đến 150 đúng không ạ? Hôm nay em tri ân là 70.000 một chậu. Đó, khi mà mua 5 chậu combo 5 chậu là 350.000 em Thảo bao ship và sẽ tặng kèm một lọ phân bón cao cấp chuyên dụng cho hoa lan nữa nhá.
Em thấy quay này đầu tiên đó chính là kiếm vị hoàng. Đó, khoảng từ 6 đến 8 lá này. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Kiếm vị hoàng hay gọi là rồng vàng đúng không ạ? Biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những cái cây lan mang vị thế quân vương. Bởi vì vẻ đẹp của nó rất là xuất sắc. Cây mẹ của nó cả nhà các bạn nhìn thấy này. Đó, toàn diện về cả củ, lá và hoa luôn đúng không ạ? Và hoàng long hàng ba của nó, nếu mà chúng ta mua hàng chuẩn của nó đấy ạ, hàng chuẩn thì nó rơi khoảng tầm 5 cho đến 10 triệu một củ đúng không nào? Đây là một tấm vé số cho chúng ta săn cho mình những mặt bông kiếm đẹp. Và bây giờ thì kiếm đang được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm đúng không ạ? Bởi vì nó rất là dễ trông, rất là dễ chăm. Đó. Tiếp theo đó chính là kiếm Phan Chí, một cái dòng kiếm với mặt bông mẹ rất là đẹp, mọi người có nhìn thấy này, cổ lá của nó hình chữ V, cây của nó khoảng từ 6 đến 8 lá. Em Thảo quay gần như này thì nó to thôi, ở ngoài nó nhỏ nhỏ thôi nhá. Đó là hàng kiếm giống mà, có 70.000 một cây một. Và tiếp theo nữa đó chính là kiếm xanh Huế mặt bông mẹ, đây cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó, với dòng kiếm xuất xứ từ Huế đúng không ạ? Đó, đơn giản gọi là kiếm Huế. Nó được mệnh danh đó chính là kiếm vô vi đúng không ạ? Vô vi đó chính là bởi nét đẹp thuần khiết của cửa hàng va đúng không ạ? Vô vi nghĩa là vượt lên những vô thường, như một đóa sen vô nhiễm với bùn lầy. Đó, cây này là kiếm này, nói chung là nói về ý nghĩa của nó thì rất là đẹp và rất là xinh. Một tấm vé số cho cô chú anh chị. Tiếp theo là kiếm vị hoàng. Đó, kiếm vị hoàng cả nhà các bạn nhìn thấy này, đó là một trong những cái cây kiếm quốc dân đúng không ạ? Bởi vì nó là có rất là nhiều những cái nét đẹp với vẻ đẹp toàn diện đúng không ạ? Cây của nó cao khoảng từ rất là nhỏ thôi, em đo cho mọi người xem này. Đó, khoảng từ 10 cm thôi. Đó, mặt bông mẹ của nó rất là đẹp đấy ạ. Và cuối cùng là kiếm vàng củ chi. Kiếm vàng củ chi nếu mà mua hàng va của nó chuẩn thì nó rơi khoảng tầm 10 triệu một củ đúng không ạ? Đó, tùy củ lớn bé. Và kiếm vàng củ chi được mệnh danh là cây kiếm trấn môn đúng không ạ? Bởi vì nó có nguồn gốc xuất xứ từ củ chi này. Đó, mọi người cũng biết là củ chi là cái vùng đất thép đồng đó ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn đúng không ạ? Và cô chú anh chị khi mà mua combo 5 cây là 350.000, em Thảo bao ship và sẽ tặng kèm cho cô chú anh chị một lọ thuốc nhé. Ngày hôm nay em Thảo xin giới thiệu đến tất cả các cô chú anh chị về vật tư phân thuốc để chúng ta có một vườn hoa lan đẹp, khỏe mạnh, xanh mướt như thế này. Đầu tiên đó chính là vỏ thông to, em Thảo bán là 15.000 trên 1 cân. Vỏ thông này thì đã qua xử lý, ngâm nước vôi trong để loại bỏ những tác nhân gây hại tự nhiên. Đấy, vỏ thông to thì chúng ta có thể sử dụng để chen chậu này, để lót đáy chậu. Nó sẽ giúp cây của chúng ta có một độ ẩm vừa phải, thoát nước tốt. Và bên này đây là vỏ thông loại nhỏ, hạt mịn như thế này, em Thảo bán là 10.000 trên 1 cân. Đó, 10.000 đồng trên 1 cân nhá các bác nhá. Vỏ thông này thì các bác biết rồi đúng không ạ? Nó có thể là tự sản sinh ra những vi chất giúp cây phát triển bộ rễ của hoa lan. Đồng thời thì vỏ thông nó còn là giúp cây hoa lan của chúng ta nó có độ ẩm vừa phải để bộ rễ của cây hoa lan chúng ta có thể phát triển một cách tốt nhất. Đây, đấy, vỏ thông mịn nó nhỏ như này thì chúng ta có thể là sử dụng để rải trên bề mặt. Đấy, tiếp theo, đây chính là phân chùn quế dạng viên nén. Đấy, đây là một trong những cái sản phẩm chúng ta sẽ giúp lá rắc lên trên bề mặt chậu, cách phần gốc ra khoảng tầm 3-5 cm để tránh thối gốc và giúp bộ rễ của chúng ta là hấp thụ tốt hơn. Tiếp theo đó chính là rêu rừng này. Rêu rừng em Thảo bán là 40.000 đồng trên 1 kg. Vỏ rêu rừng này là nhà em Thảo đã phơi khô. Đây là em tính theo kg phơi khô nhá. Một cân thì nó có thể sẽ được khoảng tầm 20 cho đến 30 chậu hoa lan. Về phân chùn quế thì chúng ta rắc cách chậu ra như thế này. Đây em sẽ cho các bác để làm mẫu nhá. Và tiếp theo thì em Thảo sẽ giới thiệu qua chậu móc phụ kiện trồng hoa lan nhá. Đấy, đầu tiên đó chính là túi lưới để chúng ta bọc chậu này. Túi lưới bọc chậu này em Thảo bán là 1.000 đồng trên một cái. Chúng ta sẽ bọc như thế này, anh chị em có nhìn thấy đấy ạ. Đấy, và tiếp theo đó chính là móc. Móc này là móc bọc nhựa, là cái sản phẩm rất là an toàn, độ bền lên đến từ 8 cho đến 10 năm luôn đấy ạ. Đó, nó sẽ hạn chế được cái quá trình rỉ như là dây, cái móc thép ấy nó rất là nhanh rỉ. Nếu mà chúng ta mà có số lượng mà khoảng tầm 100 đến 200 chậu thì cứ 2-3 năm chúng ta thay chậu một lần, thay móc một lần. Thì thật sự là rất là tốn công đúng không ạ? Và hiệu quả kinh tế nó không cao đúng không ạ? Và tiếp theo đó chính là chậu. Chậu phi 25 em Thảo bán là 6.500 đồng trên một chậu này. Tiếp theo là chậu phi 25. Đấy, cái chậu được sử dụng nhiều nhất em Thảo bán với giá là 8.500 đồng trên một chậu. Và tiếp theo cuối cùng đó chính là chậu phi 30, em Thảo bán 10.500 trên một chậu nha các bác nhá. Đây em sẽ cho vào đây để cho các bác hình dung là chậu nó sẽ to như thế nào nhá. Và tiếp theo là B1 của Thái, em Thảo bán 45.000 trên một lọ B1 của Thái này. Kích rễ
N3M là 25.000 trên một lọ này. Còn đây là Super Thai, em thả bán với giá 120.000. Đó, còn cuối cùng là Kích Hoa. Kích Hoa của Thái em thả bán 70.000. Em cảm ơn cả nhà mình.